Hello xin chào lắm chào anh em đã quay trở lại phát thảo Fishing Đây thì hôm nay em sẽ hướng dẫn anh em cách phối trộn với lại cách sử dụng cái loại cắm viên này nhé Bởi vì nó là cái, cái cắm nổi thành ra là nhiều bác không biết đánh kiểu gì Anh em đặt hàng đợt này nó nó quá tải các bạn Sim của em trên Zalo kia thì nó lại không biết nó bị chặn hay khóa hay các bạn Nó chặn mất uh, nói chuyện với khách nạ thành ra là nhiều bác đặt này, em này không nhắn tin được Nên các bác có thể nhắn uh, nếu mà các bác mà đã đặt mồi của em mà chưa thấy phản hồi ấy, thì bác có thể là Ờ, nhắm nhắn tin xuống thêm một số điện thoại ở bên thứ này nhé thì để cái zalo này có thể trả lời anh em cách nhanh nhất bởi vì cái zalo kia em nhắn tin với nhiều người lạ trong một cùng thời điểm quá thế là nó nó chặn mất rồi Trời. những người chưa kết bạn được ấy, thì lại không nói chuyện được đó. thế nó mới dở hơi ý. còn mà, mà kết bạn mà vào thì bây giờ nick nó nó phun bạn mất rồi không kết bạn được còn đây hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác nhé đó đây ờ, cái cám này các bạn thì cám này nhiều anh em bảo sao nó không vàng vàng như cái cám này đây thì thật ra là cái cắm này nó mỗi lô khác nhau thì màu khác nhau các nhau ạ đấy thì mùi cái này các bác mùi hai cái này thì nó cứ chua thơm à, nó nó thơm béo như nhau thì là, là là, chuẩn anh em nhé chứ không phải là cứ màu này thì là đậm là, là cao bởi vì nó lo lò sấy quá lò mà nó sấy quá thì hạt nó sẽ như này đó. đó, nó sấy khô quá thì hạt sẽ nó sẽ màu đen còn nó sẽ sấy vừa vừa thì hạt sẽ ra màu vàng nhưng mà chất lượng nó như nhau mùi như nhau còn cái loại nào mà anh em mà ngửi nó không thơm béo ấy, mà nó cứ tanh hắc ấy, thì đạm thấp Ngoài đạm cao này thì Đấy, anh em sờ sẽ thấy một cái lớp cảm giác như cái lớp mỡ ấy cũng cảm giác là những lớp mỡ nó đinh đĩnh à, nó không thì đĩnh mà nó cứ như... để qua nhìn nó bóng bóng cái tay sờ sờ nó cứ như nhảy thì thì là chuẩn nhiều anh em về đặt về cứ bảo sao nó không vàng như vậy thực ra là cái lò nó sấy quá nhiệt thì ta nó sẽ làm màu lâu thì cái này nó sẽ có, có, có nhiều cách để anh em sử dụng thứ nhất là đầu tiên là các bác sẽ xay xay nhuyễn là nó thành bột đấy thành bột thì các bác có pha chế như bình thường như các, các loại bột mồi khác có nghĩa là mình cứ uh, pha với nước cứ bóp ra rồi trộn thế này kia đều được các bác nhé nó như một loại bột thôi đấy, bóp ra sẽ rất là dẻo cách thứ hai là các bác sẽ ngâm bình thường em đánh em sẽ ngâm em ngâm khoảng 5 tiếng thì cái hạt này nó sẽ bỏ ra các bác ngâm khoảng 5 tiếng thì hạt này nó bỏ ra thì bắt đầu là em bóp uh, phối trộn các kiểu để em đi đi đánh còn nếu anh em đánh đài thì có thể móc trực tiếp hạt vào luôn được đấy nhưng mà cái hạt này mà muốn đánh đài ấy, thì các bác lại phải để bên ngoài không khí nó rơi khoảng hai uh, 2 3 tiếng hoặc 5 6 tiếng nó tùy vào cái độ ẩm của thời tiết nó như kiểu cái bánh đa anh em ạ à, cái bánh đa luôn bánh đa đang trong thứ bóng đang rất là giòn xong rồi các bác nó để ngoài không khí nó sẽ mềm đi ỉu của nó ỉu đi ấy. thì các bác móc lưỡi rất là dễ thế cái hạt này nó cũng như vậy luôn nên nó tùy vào độ ẩm của, của thời tiết nên anh em bỏ ra thì nó bao lâu thì nó mềm thì nó tùy độ ẩm đấy còn bình thường anh em mà biết hôm sau anh em mới đánh thì tối hôm trước các bác cứ bỏ ra để cho nó nó mềm hạt ra đi móc một cho nó tệ thế còn không thì các bác cứ ngâm với nước xong rồi các bác bóp mấy này, này bột mì thì những cái tơ nhện các kiểu vào để kết tính với nhau đánh như bình thường thôi rất là hay ở cái chỗ để chỗ như vậy cái hạt này thì anh em để nếu mà nó nổi trên mặt nước thì nó nổi 5-6 tiếng nó không tan anh em đấy cứ để nổi mặt nước 5-6 tiếng nó không nó không tan kể bác ngâm trong nước cũng vậy thì còn khi mà các bác mà móc vào lưỡi vào các bác thả xuống ấy mà các bác cứ kéo lên thấy hết mồi ấy thì không phải là cái này nó tự tan rụng ra đâu mà trong cái quá trình đó là mình lúc mình kéo lên ấy thì nó bắt đầu là nực nước, nước ép xuống thì hạt mồi nó vỡ ra nó rời khỏi lưỡi thôi đó bác nhé không bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái quy trình là ngâm nước vào cái này đó, ngâm nước ngâm làm sao các bác cứ cứ ngâm này, ngâm lên nó sắp sắp nước là là được nhé rồi đi thôi cái này ngâm chỉ cần cho nó sắp sắp 1 phần 2 nước thôi Để các bác cho cho đều đi Đều đi thôi Đấy, cho đều đi mà nó chỉ sắp sắp nước 1 phần 2 nước này bác nhận đây Đấy xong thì thoải anh em đảo đi là nó vừa vừa đủ nhé các bác nhận đừng cho đầy Cho đầy ngâm là cái này nhão tuét đấy Nhưng mà nhão chẳng sợ nên mới thể phối thêm cái gì khác là nó không ảnh hưởng Đây Hai cám này như nhau anh em nhé Hạt vàng, hạt đen này đây em còn ít hạt vào nó bán nó chưa hết còn ít đây đây hạt đen nó như nhau mùi như nhau chẳng qua là do là cái này hạt này nó sấy do nó sấy lâu hơn ấy, thì ra là màu nó đen đi Nó bây giờ cứ ngâm này chờ khoảng Trong khoảng bốn năm tiếng anh em ạ rồi tí ừ. vào thì hỏi mà đảo qua và phát thế là ok Để khi đã ngâm xong trong vòng 5 tiếng thì thành quả chúng ta nó sẽ được như này các bạn những hạt này nó rất là mềm rồi đấy nó bóp cái nó bở ngay anh em ạ thì bây giờ chúng ta sẽ có hai cách như thế này các bạn nếu anh em mà đánh đài đấy thì các bác có thể bóp lát cái hỗn hợp này ra xong rồi các bác phối trộn các kiểu vào với lại bột mì này uh, cắm gà hoặc là cái tơ nhện đấy để anh em có thể giữ được giữ được cái độ dẻo của nó để móc vào, vào lưỡi nhá đấy cái này thì nói chung là nhiều anh em đánh như biết thừa rồi đấy còn nếu mà đối với anh em đánh lục và xào ổ đài xào đài và đánh lục thì anh em sẽ phải là chia đôi nửa ra các bạn chia đôi nửa ra anh em một nửa anh sẽ bóp với này cái cơm nguội này hoặc cắm mua nấu đảo để anh em ném xuống hoặc là cả tơ nhiễn đâu nhé các bác ném xuống để nó giữ Ồ, lâu hơn nó không bị tan nhanh đấy còn một phần còn lại thì anh em sẽ để nguyên cái này đây em bóp cho các bác xem này bóp nó mềm nhũ các bác nhé đấy. cái này khi khi đã ngấm nước rồi thì ném nó chìm ngay các bác ạ chứ nó không nổi như hạt đâu đấy các bác nhìn nhá. Đấy, nó rất là mềm một đảo đấy và cái này các bác có thể ném trực tiếp xuống nước luôn đó nhé và yêu cầu là anh em phải bóp vỡ hết hạt ra nếu mà các bác không bóp vỡ hết hạt ra là hạt nó lại nổi đấy ở bên trong nó còn không khí mà đấy còn khi anh em đã bóp hết như thế này rồi thì thả xuống nước chìm may để hướng nó hướng xem rồi em vào lấy luôn cái chậu nước bây giờ em sẽ test luôn cho bác xem có nghĩa là nó sẽ có chưa là hai phần một phần là anh em cho vào kia. bóp chung này mấy cây cắm ngô này mấy cắm cơm nguội này hoặc đất sét cũng được các bác ném xuống vùng để các bác giữ ổ nhé kể cả tơ nhện hay bất cứ bất cứ một cái cái gì mà nó có thể giữ được mùi lại thật lâu ấy, thì các bác có thể phối trung hợp với nhau ném xuống đấy để tạo ổ giữ mùi thật lâu còn một nửa phần còn lại các bác chỉ bóp mỗi cái này không Đó, các bác ném xuống Nào, nó sẽ chìm ngay anh em nhé đấy có nhìn nó sẽ chìm ngay này là các bác nhìn này là chậu em cho hơi nước nhưng mà ném xuống nó sẽ chìm tại ổ ngay nhìn có nhìn này, nó tan rất là nhanh đấy cái phần này nó tan rất là nhanh có nhiệm vụ là để dụ cá nó vào nhanh hơn đấy, các bác nhìn chưa Đấy. nhưng mà yêu cầu là anh em tất cả các cái cái hạt này nhé, mặc dù nó ngâm nước rồi nhưng các bác phải bóp bó, bó nhuyễn này không là ném hạt không là nó lỗi các bác đấy bác nhìn nhé, hạt lỗi luôn bác nhìn chưa những hạt mà các bác mà chưa bóp hết thì nó sẽ lỗi bởi vì sao bởi vì bên trong cái hạt này nó chứa rất nhiều không khí anh em ạ thả hạt nào xuống lỗi hạt đấy bác nhìn chưa nhưng mà có một cái rất là hay này anh em nhé đưa anh em mà đánh đánh ổ lục các bác bóp đôi khi kiểu nó 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 không hết cái hạt này cũng ok có ném xuống một lúc sau lại khoảng nửa uh, tiếng một tiếng sau cũng một hạt này lên đấy mình nhìn mình thấy lưỡi mình chỗ đấy là tròn ổ rồi đấy em đánh em bóp đôi khi em bóp em bóp không hết quá em sẽ để một vài hạt nó ở lại trong thỉnh thoảng nó lẩy lên nên là thấy nó là tròn ổ còn đối với anh em dùng cái này để xay ra thì nếu mà cứ xay nhuyễn ra ấy, thì nó như cái bột kia là anh em phối kiểu gì cũng được đánh cái này rất là là hay và đánh nhá, chấm đen mới chép dịch vụ cái này thì nói, nói chung là anh em mà chỉ đánh dịch vụ là là chuẩn chấm đen này chép dịch vụ bởi vì từ bé đến lớn những con những con, cá ở trong dịch vụ toàn ăn bằng cái này các bạn 40 độ đạm này đặc biệt là các loại dòng cá to từ cứ từ ba cân đổ lên là ăn cái này là chính nên là các bác đi đánh là các bác sẽ cảm giác nó sẽ rất là tự tin hơn rất là nhiều lần nào em đi đánh bằng cái này hầu như là đều lên được cá hết còn uh, anh em mà lấy về đấy mà cảm giác mà suy yên tâm thì các bác có thể bóp chung cái này này bóp chung cái ốc này với hương liệu đều được cả quá nhé đánh cứ phối chung mà đều được cả cái này thì chung là nó sẽ tạo cho anh em một cái ổ rất là to mà giá thành nó sẽ rất là rẻ đấy ổ to này giá rẻ này thì mình, mình câu thì cảm giác nó yên tâm hơn và cái, cái, cái đây là cái nguyên liệu mà thật sự các bác này em thấy các bác nên nên, nên sử dụng đánh thì em mới đánh từ ngày xưa rồi cứ có cái hạt này lên lần nào em đều được đen lần nào đi đánh cái này cũng hầu như đều lên đen anh em ạ câu rất là phê đấy, anh em đi đánh dịch vụ thì cứ chấm đen mới chấp thì các bác cứ chơi luôn những cái, cái, cái loại này phối chung với ốc này hương liệu các kiểu đều ok còn như đấy là là cái để cho anh em thấy thấy nó, nó yên tâm thôi còn nếu thực sự các bác mà đã đánh hàng này rồi em khẳng định các bác là bác bỏ nguyên con ốc đi nó sẽ không có ý nghĩa gì nữa riêng có cái này vào thì con ốc sẽ không có ý nghĩa gì nữa ạ nó đến nó sẽ bằng cái này các bạn nó sẽ dụ luôn cá đến từ từ cái hương vị của cái này và nó đến chắc chắn là nó sẽ ăn cái này luôn chứ nó không không buồn phải ăn con ốc đâu anh em ạ bởi vì sao đây cái cái, cái gia vị từ bé nữa ta ăn một cái này mà đúng nó đến không bắt đầu là cái này nó khuếch tán ra là những cái cái hạt là, hạt những cái hạt này đôi khi còn một hai cái hạt nó nó nảy nảy ở dưới nó sẽ hút cái này luôn đấy đúng không? còn nếu mà anh em đánh đài các bác mà cứ móc vào cái hạt này rồi đúng không khi con cá nó 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 đến bắt đầu là nó cứ hút hút là nó hút cái hạt này đầu tiên chứ không không phải là, là đến ăn con ốc các bác nhá nhưng mà anh em mình đánh đánh dịch vụ này nếu mà có cái này rồi thì mình xác định nó bỏ luôn cái khoản ốc đi nó ok luôn với những cái hạt mà anh em để móc cô đài, đài dịch vụ thì các bác cứ để ra bên ngoài không khí Rơi khoảng chắc nó, nó rơi khoảng 4-5 tiếng là nó mềm ngay Nhưng mà nó cũng tùy vào cái thời tiết nữa anh em ạ Ví dụ như là cái thời tiết nó mưa ẩm mấy thì nó sẽ mềm rất là nhanh Còn nếu mà thời tiết mà nó khô hanh thì bỏ ra khi cả ngày thì nó còn, còn không mềm cơ Nó phụ thuộc vào thời tiết các bác nó như kiểu cái bánh đa anh em nhé Như kiểu cái bánh đa các bác cái bánh đa mà cứ để ngoài trời lâu lâu thì nó sẽ ỉu ra đấy Nó kiểu thế Đây để mà lấy nữa móc cho các bác xem đây giờ để uh, em móc cho các bác xem. Đây lưỡi của em nó hơi bé kìa, anh em có sân đài, sân hàng lấy to thì cũng thoải mái. Hạt nó kia đã mềm rồi móc thế lắm anh em Mà hạt này nó chịu ở trong nước rất là lâu. Nó cái loại 4 5 tiếng là chẳng tan đâu. Đấy, cứ móc, móc hạt nó vào rồi. nếu mà lưỡi bé thì em găm cả còn nếu mà đây nếu mà lưỡi lưỡi to thì anh em cứ thể là móc một 2 hạt vào ok kể cả đánh năng C quá đánh năng C các bác bóp vào các bác móc luôn cái lưỡi vào cái hàn này xong rồi thả nước nó nổi em thả các bác xem đây thả xuống nữa, nó sẽ nó sẽ nổi ngay các bác nhìn chưa nếu các bác bảo làm sao nó nổi này thì mình có thể chịu được buộc các anh em phải neo trí bình thường như em đánh thì em sẽ đánh ví dụ em đánh hai lưỡi phải coi nhá bình thường em đánh hai lưỡi này thì em sẽ neo trì một, một 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 cái một củ chỉ chỗ này đó các bác nhìn chưa nó sẽ nào chì của này để cái hạt này nó sẽ lẩy lên nó lẩy lên trên mặt nước rơi khoảng 10 đến 20 phân thì con cá những con cá to các bạn những con cá to khi nó đi đến nó sẽ hút nó hút cái hạt cứ hút, hút hạt hút hạt thì nó sẽ hút được những hạt này đầu tiên đấy anh em anh em mà đánh đi phụ nó hút hạt này đầu tiên còn mà anh em muốn để nó cao thấp như nào thì buộc anh em cứ phải căn trì để, để đấy thôi tự tự mình căn chỉnh thôi đấy anh em cứ móc cái này thì xong bắt đầu là cái ổ rễ hạt cái lỗi lên này là không ok mình chỉ sẽ ngâm cái này Đây mình sẽ chỉ chỗ này khi chỉ chỗ này trọng đáy hạt nó cứ lỗi những cái tầm lay nào ok nó thả nó đứng này có này cái cá nó đi cái hút 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 vào cái hạt này nick vào lưỡi ngay ăn là ok đấy anh em nhìn chưa cái phần này nó tan nó rất là nhanh nó sẽ dụ con cá con con cá đến còn một uh, nguyên liệu chính thì cứ bóc cơ uh, cơm hoặc là cá mua vào đây Ờ, hôm nay là em tiện em làm ổ mai mới đánh thì hôm nay em phối luôn cho các bác xem nên là do là em đánh tự nhiên thì em phối thêm cả cá mủ chua của em nữa còn nếu mà đánh dịch vụ thì anh em cứ vã một kẽ mỗi cái này là ok này chẳng cần cái gì cả mỗi cái đấy là ok còn nếu anh em nào mà chưa đánh cảm giác là chưa tự tin mà sợ tốn uh, 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 tiền vé mà không lên được cá ấy. kiểu bởi vì lần đầu mình đi đánh thì mình cũng cảm giác là mồi nó chưa chắc cú lắm thì mình cứ phối thêm các các kiểu vào cũng đều đều được nhé không ảnh hưởng gì cả còn đây Ủa. đó. À, còn theo em thì nên đánh chỉ còn đánh một cái này thôi nếu bản thân em đánh chỉ đánh mỗi cái này chấm đen nó còn nên là màu bác ạ còn mấy nữa em đang còn còn khoảng 7 clip nó ừ. lên sóng đen cơ nhưng mà chưa làm cho anh em xem cho nó sẽ rơi vào khoảng tầm khoảng tháng sau thì em sẽ lên các bác hết video đánh chấm đen đây hôm nay em tiện mai em phối mồi em đi đánh cá tự nhiên đánh cá sông vậy giờ em sẽ phối qua xem đi đánh tự nhiên các bác nhé đánh tự nhiên mà có cái quả này đi thì nó gọi là mồi tổng hợp luôn đây em pha 50% ổ chua Mẹ 50% cắm viên Đánh ổ to luôn anh ạ Mai đánh ổ to luôn Bóp nhuyễn mầm với nhau là được các bác nhé Đấy Để đánh tự nhiên thì cứ bóp như này vào với nhau là sẽ là một ổ ngon luôn. Coi nhìn ổ to đấy. Em sẽ phối 50% mẹ ủ chua của em mới lại cắm viên cái này nếu mà đi sầu đánh ngoài sông thì các bác bảo có lên không lên chắc chắn ngay nhìn mùi nó ngon này mà nó chua thơm rồi nó lại ngậy ngậy béo béo ngoài vậy dụ được tất cả các loại cá anh em ạ chép chấm đen trôi chồi trắng sông nào hầu như tất cả các loại cá có vậy là mới hết để bây giờ mứt mà mượt luôn anh em ạ cái này chỉ cần thêm một tí bột mì vào nữa thì thì cái độ kết dính của nó là tuyệt vời luôn anh em nào mà có điều kiện đấy các bạn có con thực sự là là có điều kiện mà chơi ổ to đánh lục mà chơi ổ to đấy thì anh em chỉ cần mà bóp mũi cái cám không này cũng được các bạn bóp mũi không băng xả trực tiếp mà ổ to xuống để đánh nó vừa khuếch tán nhanh mà mồi mình nó nhiều đấy các bạn cá vào rất là nhanh đánh rất là sướng còn nếu anh em mình đánh cứ trung bình đánh lâu đánh 10 10 tiếng thì có lên làm một cái gì đó để nó giữ lại cái, 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 cái nguyên liệu chính của mình để làm ổ chứ còn để nếu mình không làm vậy thì khi con cá nó đến thì nó không còn cái gì để nó ăn nữa, nó đi mất nó đến có một hương vị ở cái khu đấy nó đến bắt đầu nó đến rồi không có cái gì để nó ăn nó đi mất thế là không giữ được ổ chúc anh em thành công với cái bài mồi này nhé đó này tuyệt vời chung là mồi này đánh rất tuyệt vời lâu này. bây giờ em có cái mồi này... có cái mồi này rồi thì mấy nữa các bác sẽ xem những video của em rất là hay rất là phê đấy có cái này em tự tin hẳn các bạn, lần này may quá lấy được cái này về đánh em tự tin hẳn rồi qua bài mồi này thì mong rằng anh em sẽ lên được nhiều cái nhé răng răng chủ hồ vặt mấy chục cái vào nhé. <laughs> rồi nhé rồi giờ em cũng đi sầu để mai chuẩn bị đánh hồ các bạn Hẹn gặp lại cho các bác trong tất cả video tiếp theo nhé